Lang FC chúc mừng Huỳnh Như trước cột mốc lịch sử. Tiền đạo Huỳnh Như hé lộ thông điệp ý nghĩa mà Lang FC gửi gắm trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong thời gian giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha tạm nghỉ để nhường chỗ vòng Playoff World Cup nữ 2023, Huỳnh Như đã xin ban lãnh đạo Lang FC nghỉ phép để trở về Việt Nam trong ngày 19 tháng 2. Ở lần về nước lần này, Huỳnh Như sẽ tranh thủ thăm gia đình sau gần 6 tháng xuất ngoại thi đấu. Bên cạnh đó, chân sút quê Trà Vinh sẽ tham dự buổi lễ gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2023. Huỳnh Như cũng vinh dự góp mặt trong đề cử rút gọn danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam. Qua đó có cơ hội đi vào lịch sử với tư cách nữ cầu thủ đầu tiên 5 lần liên tiếp bước lên bục cao nhất. Trước cột mốc lịch sử, Huỳnh Như bất ngờ hé lộ thông điệp đặc biệt mà Lang FC gửi gắm khi cô trở về Việt Nam tham dự buổi lễ trọng đại. Chia sẻ với tuổi trẻ, đội trưởng đội Ti Nữ Việt Nam cho hay mọi người trong câu lạc bộ đều rất vui khi nghe tôi được đề cử quả bóng vàng việt nam vì đó là vinh dự không chỉ riêng tôi mà còn cho cả câu lạc bộ nữa tất cả cùng chúc tôi những điều may mắn nhất ở giải thưởng lần này với cá nhân tôi ai trong số các đề cử cũng đều xứng đáng chiến thắng bởi mọi người đã có một năm thi đấu tuyệt vời và cùng nhau đưa đội tuyển nữ việt nam làm điều lịch sử lần đầu tiên tham dự world cup việc được trở về tham dự gala và tranh thủ thăm gia đình tuy ngắn nhưng rất quý báu đối với tôi vì sau quãng thời gian này, guồng quay bóng đá của tôi sẽ rất dày đặc từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ tranh thủ hồi phục, nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần để có sự trở lại tốt hơn cả trong màu áo câu lạc bộ lang FC lẫn đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như từng đặt 4 quả bóng vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu vua phá lưới và nhiều lần là cầu thủ hay nhất giải nữ vô địch quốc gia. Cô cũng đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn, hơn đàn chị Lưu Ngọc Mai 2 bàn. Gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 dự kiến tổ chức vào tối 25 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.